Idol Boy 2017 ra mắt MV Cuộc Sống Em Ổn Không, đầy chất tự sự, xoay quanh về câu chuyện của chính mình. Đây là một bản ballad buồn, nói về nỗi khắc khoải lưu luyến của chàng trai dành cho người yêu cũ. Hiện tại giọng ca 26 tuổi này đang chuẩn bị cho những dự án tiếp theo, đã được lên kế hoạch để có được một năm hoạt động hết công suất. Cuộc sống em ổn không, có sống em hy vọng, thấy em không lòng phải chẳng khó tâm điều gì, phải không? Anh vẫn luôn ở đây, đừng đớn đau như vậy, đừng kỳ chặt anh như đang muốn trách anh nhiều thế. Anh vẫn luôn ở đây,
thấy thương, tự trách tự bản thân chẳng giữ em ân cần. Giờ để người ta mặc em bước đi anh ân hận. Cuộc sống em ổn không, có sống em hy vọng. Thấy em khóc lòng phải chẳng khổ tâm, điều gì phải không? Anh vẫn luôn ở đây, đừng đớn đau như vậy. Đừng ghi chặt anh như đang muốn trách anh nhiều thế. Anh Tú thấy rằng là ngày hôm nay có rất là nhiều khán giả ở Long An đây rất là yêu thương em, ủng hộ cho em như vậy, cảm xúc của em ra sao ạ? Em cảm nhận gần như là em đang được đứng trên sân khấu The Voice. Thật sự là em cảm thấy rất là vui bởi vì là được đón nhận và được tất cả quý vị đã cho anh Tú một cái cảm xúc rất là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn quý vị đã yêu thương một giọng ca còn rất là mới nhưng mà đã được rất là nhiều tình cảm của quý vị. Và trở lại với The Voice năm ngoái thì có một cái sự tiếc nuối nào khi mà em không đoạt được cái ngôi vị quán quân hay không ạ? Câu hỏi này khó quá nhưng mà em nghĩ là thực sự thì cũng không có tiếc nuối đâu. Bởi vì cuộc thi mà, cuộc thi thì dĩ nhiên là phải có quán quân, á quân rồi các giải tiếp theo. Thế nhưng mà em nghĩ là em cũng thấy vui bởi vì em đã được giải á quân. Em thấy rất là vui và cảm ơn tất cả quý vị cũng như là cảm ơn những người đã hâm mộ anh Tú trong cái quãng thời gian thi The Voice cũng như là quãng thời gian anh Tú hoạt động trong Six Sense đã luôn luôn ủng hộ và quan tâm anh Tú. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn. Anh nghĩ rằng là em là một người vô cùng may mắn bởi vì là những cái bước khởi đầu trong âm nhạc của em đã nhận được những tình cảm đó và đã được một cái ngôi vị khá là cao và đáng kể, đúng không ạ? Vậy thì trong năm mới này, năm 2018 thì em sẽ có những cái dự định gì cho bản thân em ạ? Và vừa rồi thì em đã ra một sản phẩm đó là Cuộc Sống Em Ổn Không. Tất cả quý vị vừa mới lắng nghe đó. Còn chắc là vào khoảng tháng 6, tháng 7 gì đó em sẽ ra một sản phẩm tiếp. Là một sản phẩm nối tiếp cái sản phẩm này, sẽ là một câu chuyện đó. Em sẽ cố tình để là một câu chuyện vào tháng 7 và dĩ nhiên là cuối năm sẽ có một sản phẩm tiếp theo. Đó sẽ có khoảng tầm 2 đến 3 sản phẩm trong năm nay ạ. Và anh hy vọng rằng là con đường tiếp theo của em sẽ là một con đường đầy hoa hồng, rất là may mắn và luôn luôn được khán giả đón nhận và yêu thương như vậy. Bây giờ thì xin mời anh Tú sẽ gửi tặng cho quý vị khán giả thêm một bản nhạc nữa ạ. Ok. Và tiếp theo chương trình thì ngay sau đây em xin gửi tới tất cả quý vị một bài hát đã được em thể hiện trong The Voice 2017. Đó là bài hát được mang tên Yêu Năm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin mời anh Tú. Yeah. Chặt mang sát thương thiên đàng cho những ngâm nga lại đến lớp kín nhân gian để ta yên vui cùng nàng. Come on, nhẹ nhàng ôm yếm rất chung mơ cùng kiếm bao yêu thơ được đắm say cho viêm nhạc du dương buồn sao theo bước ta ngân ngờ dù ngàn kia ta vẫn chờ chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. Cause
Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn vũ đoàn bước nhảy, xin cảm ơn anh Tú, và xin mời anh Tú sẽ nhận một kỷ niệm chương của chương trình. Wow. Cho MV Cuộc Sống Em Ổn Không, MV yêu thích trong tháng vừa rồi, và xin được mong là anh Tú sẽ có thật là nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình trong năm nay và những năm tới nữa. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.